Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt thứ bảy ngày hôm nay và chương trình đặc biệt cuối tuần. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một tuần cuối tuần thì chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt cuối tuần, chủ yếu là tìm hiểu sâu những vấn đề xung quanh chúng ta. Có thể đó là vấn đề thời sự, có thể đó là những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trước khi đi vào cái chương trình đặc biệt cuối tuần này, cho phép Phong nhắc lại cái buổi hội ngộ của anh em MAGA tại Oregon, ở Portland vào ngày 28 tây tháng 9. Quý vị nào đang cư ngụ ở tại Olympia, Seattle hay là ở tại Tacoma ở Washington State cũng có thể về thành phố Portland ở Oregon để tham dự cái chương trình hội ngộ này cùng với anh em MAGA và các ca sĩ của MAGA, trong đó có Phượng Mai, Carol Kim, có anh Trung Nghĩa và một số anh chị em ca sĩ khác sẽ có mặt để mà hội ngộ cùng với tất cả anh em MAGA của vùng Tây Bắc của Hoa Kỳ và ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với lại anh Hải và anh Hân với hai số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều và cảm ơn tất cả anh em MAGA ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đã tổ chức buổi hội ngộ này. Và bây giờ thì như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua cái chương trình đặc biệt cuối tuần. Quý vị, trong mấy ngày qua thì tình hình Trung Đông đã có đột biến, và sự đột biến này giống như tôi nói là có thể sẽ bùng nổ một cái cuộc chiến lớn ở tại phía Bắc của Do Thái và phía Nam của Lebanon, giữa lực lượng của Do Thái và lực lượng Hezbollah, sau khi mà hôm thứ Ba và hôm thứ Tư liên tục có hàng loạt các cái thiết bị về viễn thông đã bị nổ, và trong đó hầu hết nhắm vào lực lượng Hezbollah. Ngày thứ Ba thì đã có tới hàng ngàn cái pager đã phát nổ, và qua ngày thứ Tư thì tới phiên các cái walkie-talkie cũng đã bị phát nổ, và tổng số người chết là trên 37 người và hàng ngàn người khác đã bị thương. Đa số những người bị chết đều là thành viên của nhóm Hezbollah. Và việc này đã dẫn tới việc mà chính quyền Lebanon đã ra lệnh là tất cả những người nào mang pager hay là walkie-talkie đều không được phép đưa vào trong máy bay. Tức là các chuyến bay ở đây đều phải giảm hết và không để cho tất cả hành khách của họ được phép mang bất kỳ một cái thiết bị nào gây nguy hiểm. Và việc này đang trở thành một cái gọi là một cái bùng nổ lớn ở tại Trung Đông và có thể dẫn tới một cuộc xung đột lớn hơn, sau khi mà Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái là ông Yoav Gallant đã tuyên bố là sẽ bước qua một cái chapter mới, một cái chương mới cho cuộc chiến, và ông tập trung vào phía Bắc của Do Thái sau khi giải quyết xong cái mặt trận của dải Gaza tương đối là 80%. Thì quý vị, giờ đây thì phía Do Thái đang tập trung vào việc nhắm vào nhóm Hezbollah. Ngày hôm qua thì lại có thêm một chỉ huy thứ hai, được xem là hàng thứ hai của Hezbollah đã bị sát hại, và nhân vật này là nhân vật đã bị Hoa Kỳ truy nã. Nhân vật này chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom vào tòa đại sứ Hoa Kỳ năm 1983 và tấn công vào căn cứ thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ, khiến cho khoảng 300 người Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng treo giải thưởng lên tới 7 triệu Mỹ Kim để mà cho ai đưa được thông tin bắt được nhân vật này. Thì trong cuộc không tập ngày hôm qua ở Beirut, ở thủ đô của Lebanon, thì phía Do Thái đã sát hại được tên trùm khủng bố này, được xem là một trong những tên trùm khủng bố. Và quý vị, việc này đang dẫn tới thái độ tức giận của cả Iran lẫn Hamas và kể cả Hezbollah. Và trong vài ngày tới, nếu Do Thái không có một cuộc tấn công thẳng vào phía nam của Lebanon, thì phía Hezbollah và Iran cũng sẽ kích động một cái cuộc chiến tấn công ngược lại Do Thái. Do đó, cái tình hình của Trung Đông là gần như là đi tới một cái bờ vực gọi là chiến tranh mở rộng. Có nghĩa là cuộc chiến không còn đóng khung ở dải Gaza, mà nó sẽ mở rộng ra thêm nữa. Thì quý vị, đây là một trong những cái biến chuyển xảy ra. Thì quý vị, nó diễn ra trong lúc mà ở Mỹ chúng ta chỉ còn 6 tuần lễ nữa là tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. 6 tuần lễ nữa, và tuần tới thì sẽ là cái phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Lần này có thể ông Netanyahu sẽ chính thức có mặt, và cũng có thể ông ta sẽ không tới. Trên quy tắc thì Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, sẽ có mặt trên cái Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc và cũng sẽ có mặt ở Tòa Bạch Ốc để gặp gỡ với lại ông Joe Biden. Tuy nhiên, những biến chuyển xảy ra tại Trung Đông trong mấy ngày nay
và những gì mà đang diễn biến có thể dẫn tới tình trạng ông ta phải ở lại Do Thái để mà đối phó với cái cục diện mới. Do đó mình chưa biết được. Trên quy tắc về lịch trình thì ông sẽ có mặt ở tại New York và kể cả ở tại Tòa Bạch Ốc. Thì quý vị chúng ta chưa biết được. Tuy nhiên thì câu chuyện này cho thấy rõ ràng là chính quyền Joe Biden đã thất bại trong suốt hơn gần một năm qua. Kể từ khi mà có cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Do Thái, 1.200 người đã bị thiệt mạng, 251 người đã bị bắt giữ làm con tin. Và tới giờ phút này thì phía Hamas vẫn còn đang bắt giữ 101 con tin. Và Do Thái thì đưa quân càn quét dải Gaza. Và phía của Palestine thì tuyên bố rằng là có hơn 40.000 người đã bị thiệt mạng kể từ khi mà cuộc chiến bắt đầu cách đây khoảng 11 tháng. Và quý vị, điều này cho thấy là chính quyền của Joe Biden đã thất bại, không thể kềm chế được tất cả những cái cuộc xung đột trên thế giới. Trong đó có cuộc chiến của Nga ở Ukraine và bây giờ tới cái cuộc xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên thì quý vị, cái điều đáng nói không những là Joe Biden không kềm chế được và cũng không giải quyết được cuộc chiến. Trong những tuần vừa qua thì chúng ta thấy là chính quyền của Joe Biden, từ Joe Biden, Anthony Blinken, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, cho tới Jake Sullivan là Cố vấn An ninh Quốc gia, liên tục đều đưa ra những cái thông tin nói rằng ô, chúng tôi đã tiến gần tới cái thỏa thuận ngưng bắn. Chúng tôi close, tức là tiến gần tới rồi. Nhưng mà tới giờ phút này thì quý vị thấy thỏa thuận ngưng bắn vẫn chưa có và việc trao trả con tin vẫn chưa xảy ra. Thì có và gần như là bế tắc giữa lúc mà phía Ai Cập và Jordan cũng và Qatar cũng đang cố gắng giúp để mà làm trung gian. Tuy nhiên thì cái cuộc chiến này vẫn tiếp tục diễn ra và gần như là không có một cái thỏa thuận ngưng bắn nào. Và quý vị, cho tới giờ phút này vẫn bế tắc. Trong lúc đang bế tắc thì bây giờ bùng nổ cái cuộc xung đột mới ở phía bắc của Do Thái, phía nam của Lebanon. Và đang báo hiệu cho một cái cuộc xung đột lớn xảy ra. Quý vị, những điều này cho thấy là chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris, thứ nhất là không kềm chế được những cuộc xung đột. Thứ hai, không có giải pháp giải quyết các cuộc xung đột. Đây là cái mà chúng ta nhận thấy được. Và bây giờ nếu cuộc xung đột bùng nổ thì quý vị, Joe Biden vẫn tiếp tục một mặt thì vẫn tiếp tục là hỗ trợ về vũ khí cho Do Thái, nhưng một mặt khác ông ta vẫn tìm cách gọi là hỗ trợ cho người Palestine ở dải Gaza và có thể sẽ làm việc với chính quyền Lebanon để mà tìm cách gọi là xoa dịu cuộc chiến này. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị, chính quyền Lebanon thì đây là một cái chính quyền độc lập của một quốc gia. Tuy nhiên trong cái quốc hội của Lebanon thì quý vị, thành phần mà ủng hộ cho Hezbollah hay là chính họ là Hezbollah đang nằm trong quốc hội của Lebanon. Do đó tại sao lực lượng Hezbollah vẫn hoạt động thoải mái ở phía nam của Lebanon và ở Beirut, quý vị? Đây là một trong những cái điều then chốt. Và Hezbollah bây giờ trên quy tắc là Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ xem đây là tổ chức khủng bố. Và lúc nãy tôi có nói, một trong những tay chỉ huy đứng hàng thứ hai của Hezbollah vừa bị sát hại là nhân vật khủng bố bị Hoa Kỳ truy nã. Cho nên quý vị, chính quyền của Joe Biden một mặt thì vẫn hỗ trợ cho Do Thái cái quyền tự vệ, một mặt khác thì lại tiếp tục tìm cách thỏa hiệp với các tổ chức khủng bố Hamas cho tới Hezbollah. Và tới bây giờ chúng ta thấy 11 tháng rồi, cuộc chiến không có dấu hiệu chấm dứt mà ngược lại nó đang có cái chiều hướng mở xung đột lớn ra. Thì quý vị, rõ ràng Joe Biden và Kamala Harris hoàn toàn thất bại trong cái việc mà gọi là giải quyết trong cái mặt trận đối ngoại. Và câu hỏi đặt ra, nếu trong tuần tới hoặc là một tuần nữa, trễ lắm, cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ thật sự, tức là phía Do Thái sẽ tuyên chiến và sẽ có cuộc chiến đối đầu chính thức với lại phía Hezbollah, thì quý vị, lúc đó thì sẽ như thế nào? Và người dân Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế nhìn vào giữa Kamala Harris và ông Trump, ai là người có khả năng có thể dập tắt được lò lửa tại Trung Đông? Quý vị, nhìn trên cái quá khứ và nhìn trên cái thực tế trước mắt, chúng ta thấy là Kamala Harris không đủ khả năng rồi. Bởi vì bà ta không có trên tay một cái chữ nào, chứ đừng nói tới một bản kế hoạch để mà giải quyết hòa bình tại Trung Đông. Bà ta vẫn đa bám theo đuôi của Joe Biden là chúng tôi vẫn bảo vệ và hỗ trợ cho cái quyền tự vệ của Do Thái, nhưng mà chúng tôi cũng lo ngại cho người Palestine và chúng tôi ủng hộ cho giải pháp hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ. Đây là cái ngôn ngữ của bà ta nói ra.
có nghĩa là bà ta cũng không đi nghe gì khác lạ với lại Joe Biden cả. Bà ta không có giải pháp, và nếu có giải pháp thì cuộc chiến này đã chấm dứt từ lâu, và cuộc xung đột đã chấm dứt từ lâu. 11 tháng qua cuộc xung đột vẫn chưa có chấm dứt, vẫn chưa có chấm dứt, và nó đang có xu hướng mở rộng ra. Có nghĩa là cái giải pháp và tôi gọi là cái gì, cái cách điều hành của Joe Biden đã hoàn toàn thất bại, cái chính sách đối ngoại của ông ta đã hoàn toàn thất bại, và bây giờ Kamala Harris cũng không có một cái giải pháp nào hết. Kamala Harris cũng không có một cái giải pháp nào hết ngoại trừ bám theo những gì Joe Biden đang làm mà thôi. Trong chính sách đối ngoại, gần như là Kamala Harris là con số 0 trong chính sách đối ngoại, từ việc cuộc chiến của Nga tại Ukraine cho tới cuộc xung đột của Do Thái với Hamas, Do Thái với Hezbollah. Thì quý vị, Kamala Harris gần như là con số 0. Không có cái gì hết, và không có thể đưa ra một bản kế hoạch giải quyết nào hết. Trong khi đó, 11 tháng qua, Anthony Blinken đã, lần này là lần thứ 9 rồi, ông ta liên tục bay tới Trung Đông. Bây giờ ông ta đang có mặt tại Ai Cập và gặp gỡ với lại phía của Ai Cập. Và đây là lần thứ 9 Ngoại trưởng của Hoa Kỳ bay tới Trung Đông. 9 lần bay tới vẫn không giải quyết được cuộc xung đột, chứng tỏ là cái sự bất lực của chính quyền Joe Biden, bởi vì cái chính sách đối ngoại mềm dẻo của ông ta và vuốt ve mỗi bên một chút, nó đã không giải quyết được cái tình hình tại Trung Đông. Chúng ta thấy rất rõ ràng, và bây giờ thì tình hình đã càng lúc càng căng thẳng hơn, tới mức mà bây giờ Hoa Kỳ đang có 40.000 quân có mặt ở tại Trung Đông, bây giờ tăng cường thêm có thể lên tới 50.000 quân ở tại Trung Đông. Hai hàng không mẫu hạm đang có mặt ở Địa Trung Hải và kể cả ở Hồng Hải, và hàng chục chiếc chiến hạm đạt được huy động tới Trung Đông để tăng cường khả năng kiềm chế. Nhưng mà kiềm chế bằng cách nào? Tất cả những cái này đến đây mang danh nghĩa là kiềm chế, nhưng chỉ giúp cho Do Thái chặn tất cả những cái gì bắn vào lãnh thổ Do Thái thôi. Họ không kiềm chế được. Tại vì, quý vị, Hezbollah là tổ chức khủng bố, nó không phải là một quốc gia, nó là một tổ chức khủng bố. Và bây giờ quý vị chưa kể tới Iran. Trong mấy ngày nay là Iran im lặng, nhưng mà Iran đã bắt đầu có những cái hành động mà tôi nghĩ rằng là chuẩn bị trả đũa vào Do Thái, sau khi mà một lãnh đạo của Hamas bị sát hại tại Tehran. Thì quý vị, do đó Iran cũng không dừng lại. Và bây giờ thì quý vị, cái eo biển Hormuz là cái nơi rất quan trọng của cái tuyến đường hàng hải quốc tế. Bây giờ cái biển Hồng Hải đang liên tục bị tấn công bởi Houthi. Tất cả những chuyện này xảy ra ngay trong giai đoạn của Joe Biden, và Joe Biden không có phương pháp giải quyết, chỉ kiềm chế thôi. Thậm chí Houthi tấn công các tàu thương mại ở trên vùng biển Hồng Hải, thì quý vị, Joe Biden chỉ ra lệnh không tập vào các vị trí quân sự thôi, không chính thức mở một cuộc chiến nhắm vào nhóm Hồi giáo Houthi. Không chính thức, gần như là chỉ mở các cuộc phong tập nhắm vào các vị trí quân sự bể phóng này nọ thôi. Không có một cuộc chiến chính thức và không có một cái tuyên bố chính thức nào để mà gọi là huy động cái cộng đồng quốc tế và các đồng minh là sẽ chấm dứt tất cả những hoạt động của Houthi. Có nghĩa là Joe Biden một mặt thì vẫn tuyên bố ủng hộ cho quyền tự vệ của Do Thái, một mặt ông ta vẫn muốn làm việc với những tổ chức khủng bố từ Hamas cho tới Hezbollah cho tới Houthi. Và Kamala Harris cũng không ngoại lệ. Kamala Harris cũng đi theo cái vết chân của Joe Biden thôi. Bà ta không có một cái sáng kiến nào khác, bà ta cũng không có một cái ý tưởng nào khác hết, và vẫn đi theo cái lộ trình của Joe Biden đang đi. Và lộ trình này đã thất bại. Trong khi đó quý vị, ngược lại, cựu Tổng thống Donald Trump trong 4 năm ổng cầm quyền, ổng đã dùng cái chính sách cứng rắn để trấn áp, thì lại không xảy ra vấn đề. Ông dùng chính sách cứng rắn trấn áp, tức là một mặt ông cấm cửa 7 quốc gia Hồi giáo không được bước chân vào Hoa Kỳ. Ông cấm visa luôn. Một mặt thì quý vị, ông hủy bỏ cái hiệp ước JCPOA với Iran và áp đặt tất cả lệnh cấm vận cứng rắn nhất với Iran, kể cả dầu hỏa. Một mặt thì ông đem danh sách của Houthi vào danh sách khủng bố. Đưa Houthi vào danh sách khủng bố, và giúp cho Do Thái rất nhiều trong việc mà trấn áp thành phần Hamas hay là thành phần gọi là Hezbollah. Thì quý vị, trong 4 năm ông Trump cầm quyền, tôi không nói những mặt trận khác, tôi chỉ nói tại Trung Đông thôi, và thậm chí là ông ra mặt binh vực Do Thái luôn, lại không có một biến động nào xảy ra. Ông dời tòa đại sứ từ Tel Aviv về Jerusalem,
Năm 2020, ông thừa nhận luôn đồi Golan Heights mà Do Thái chiếm đóng năm 1967. Từ Syria đó, ông thừa nhận đây là phần đất của Do Thái luôn. Kết quả không những là không có biến động, không có xung đột, mà ngược lại, ông còn tạo ra được cái Abraham Accord, 4 quốc gia Ả Rập nối kết bang giao với Do Thái. Thì quý vị, 4 năm ông Trump cầm quyền, tôi chỉ nói cái mặt trận Trung Đông thôi, tôi chưa nói những vấn đề khác. Ông Trump đã trấn áp được thành phần khủng bố tại đây. Năm 2017 là coi như cái năm cuối cùng đánh dứt điểm và khiến cho lực lượng Hồi giáo ISIS không còn một cái mảnh đất nào trên tay. Bị họ sau năm 2017, tức là tiêu diệt được ISIS, thì nhóm ISIS phải trốn vào các cái hang động, các cái núi để mà hoạt động theo kiểu du kích, không còn chiếm lĩnh được một mảnh đất nào ở Syria hay là ở Iraq giống như dưới thời của Obama trước đây, để thành lập một cái đế chế Hồi giáo. Thì quý vị, rồi sau đó ông Trump liên tục đưa ra những chính sách rất cứng rắn với Trung Đông và thẳng thắn. Thì quý vị, ngược lại những quốc gia Hồi giáo và những quốc gia được xem là có thế lực ở Trung Đông lại sẵn sàng làm việc với ông Trump. Trong đó điển hình là Saudi Arabia. Saudi Arabia, ông Trump đề nghị điều gì là họ đồng ý hết. Và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Trump đề nghị điều gì họ đồng ý hết. Và kết quả thì quý vị thấy, chính Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia đồng ý ban giao với lại Do Thái, chấp nhận và thừa nhận một quốc gia Do Thái. Thì trong 4 năm đó, ông Trump đã trấn áp được nhờ cái thái độ cứng rắn và dứt khoát. Do đó, ông trấn áp được những thành phần khủng bố. Thứ nhất, ông cắt bỏ tất cả những cái nguồn cung cấp tài chánh cho cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc giúp đỡ cho người Palestine. Thì quý vị, gần như đám Hamas không có được tiền. Tại vì cái cơ quan này trên nguyên tắc là giúp đỡ cho 2.3 triệu người Palestine ở tại dải Gaza. Nhưng mà quý vị, thành viên của cơ quan này đại đa số là có cảm tình với Hamas. Và có một số thành viên của Hamas làm việc cho cơ quan này. Do đó, cái số tiền tài trợ hàng năm của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế cũng như Liên Hiệp Quốc rót vào cái cơ quan này, thì cuối cùng nó chạy vào túi của Hamas hết. Và Hamas có cái tài chánh để hoạt động. Ông Trump cắt bỏ hết. Rồi ông sát xà bông Iran. Ông rút ra khỏi cái hiệp ước nguyên tử với lại 6 cường quốc, mà 6 cường quốc ký với Iran thời Obama. Ông cấm vận và không cho, ông lên tiếng, ông cảnh cáo các quốc gia luôn là không có mua dầu khí của Iran. Gần như là Iran bị ông Trump phong tỏa toàn bộ. Và họ không có cái cửa để mà có thể kiếm tiền. Cuối cùng là họ phải dùng những cái thị trường đen để kiếm tiền. Họ không thể kiếm bán dầu khí qua cái ngã chính thức được. Họ bán lậu và họ đổi chác với một số quốc gia. Thì quý vị nhớ thời điểm đó, là chính công ty Huawei của Trung Quốc là công ty đã giúp cho Iran nhiều thiết bị điện tử để Iran chế tạo các cái drone và các cái hỏa tiễn của họ. Và chính ông Trump đã moi ra chuyện này. Và lúc đó thì quý vị, ngân hàng HSBC là ngân hàng có giao dịch giữa công ty Huawei và chính quyền Iran, ông Trump shut down Huawei ngay. Và bà tổng giám đốc tài chính đã bị bắt ở Canada. Thì quý vị, cho thấy là ông Trump đi một cái hướng rất cứng rắn đối với lại phía của những phần tử khủng bố và cái sự đe dọa của Iran. Và kết quả thì quý vị thấy rất nhiều quốc gia Hồi giáo ở tại Trung Đông họ đồng ý cái chính sách cứng rắn của ông Trump, mặc dù ông Trump ra mặt binh vực Do Thái. Nhưng mà trong 4 năm ông cầm quyền, gần như là Trung Đông không có một biến động nào lớn. Ngoại trừ mỗi một năm tới cái thánh lễ Ramadan của người Hồi giáo, thì có những cái căng thẳng ở tại cái đền thờ Al-Aqsa tại Jerusalem. Thì cái này nó xảy ra mỗi năm rồi. Cái đền thờ này là cái đền thờ người Hồi giáo ngay tại Jerusalem. Thì mỗi năm tới thánh lễ Ramadan thì nó lại có sự căng thẳng giữa người Do Thái giáo và người Hồi giáo tại đây. Nhưng mà nó không tạo ra cái biến động lớn. Giống như là Hamas tấn công Do Thái vừa rồi. Và bây giờ cuộc xung đột của Hezbollah với lại phía của Do Thái. Do đó, nếu quý vị đưa lên bàn cân, ai là người có thể chấm dứt được cái lò lửa tại Trung Đông? Kamala Harris hay ông Trump? Quý vị, chúng ta vẫn tin tưởng ông Trump. Bởi vì ông đã có những cái chính sách dứt khoát. Vậy thì, nếu như mà bây giờ cuộc chiến của Hezbollah và Do Thái bùng nổ,
rồi sau đó họ thì tuyên chiến luôn. Coi như Do Thái sẽ đối diện với cuộc chiến toàn diện là ít nhất là 4-5 nhóm. Hamas ở dải Gaza, rồi Hezbollah ở tại miền nam Lebanon và Syria, rồi nhóm Islamic Jihad ở tại dải Gaza và vùng Tây Ngạn, rồi nhóm Resistance Islamic tại Iraq, cùng với lại Hezbollah ở tại Syria, và nhóm Houthi ở tại khu vực Yemen, và kể cả chính quyền Iran luôn. Coi như là Do Thái sẽ có một cái cuộc chiến toàn diện với các nhóm dân quân Hồi giáo khủng bố này và chính quyền của Iran. Thì quý vị, nếu cái cục diện này xảy ra, thứ nhất là Kamala Harris sẽ làm được cái gì để mà có thể gọi là bảo vệ cho Do Thái và đồng thời thuyết phục cộng đồng quốc tế đứng về phía Do Thái chống lại các cái lực lượng khủng bố này? Hay là bà ta vẫn cái kiểu của giống như Joe Biden, một mặt thì ủng hộ cho việc quyền tự vệ của người Do Thái, một mặt vẫn đi vuốt ve những tổ chức khủng bố này, giống như Joe Biden đang làm bây giờ? Và quý vị thấy, chính vì cái chính sách này của Joe Biden mà khiến cho Do Thái đã mất đi một số đồng minh. Quý vị thấy là Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan là những quốc gia ở Âu Châu. Lúc trước thì họ là đồng minh và hỗ trợ Do Thái. Bây giờ họ trở mặt. Họ đòi đưa Do Thái ra tòa án quốc tế luôn. Họ đòi đưa cả Netanyahu và Yoav Gallant ra tòa án quốc tế về tội gọi là tội phạm chiến tranh. Dưới triều đại của Joe Biden, Do Thái bị mất đi tư thế và mất nhiều, rất nhiều những đồng minh. Chỉ vì cái chính sách gọi là vuốt ve và cái chính sách nhu nhược của Joe Biden. Thì bây giờ Kamala Harris làm gì để lôi kéo tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ đứng sau lưng của Do Thái? Và vừa rồi quý vị thấy, ông Thủ tướng Anh, ông Starmer đó, nhân vật cánh tả này đó, trong tổng cộng 350 cái môn bài vũ khí cung cấp cho Do Thái, bây giờ đã bị cấm một số rồi. Và vừa ngày hôm qua, Đức cũng đang duyệt xét việc gọi là ngưng lại một số môn bài vũ khí cung cấp cho Do Thái. Đây là lần đầu tiên trong kể từ khi mà Do Thái làm quốc tới giờ. Tại từ lúc Do Thái làm quốc tới bây giờ, nước Đức là cái nước phải ủng hộ Do Thái nhiều nhất. Do cái vụ Holocaust của đệ nhị thế chiến, Đức bao giờ cũng đứng về Do Thái. Bây giờ bắt đầu họ đi tới cái tình trạng gọi là bắt đầu quay lưng với Do Thái. Là do cái chính sách của Joe Biden không có dứt khoát, cho nên cục diện của Trung Đông và Do Thái trở nên nguy hiểm. Kamala Harris không có bài toán nào cả. Kamala Harris không có một cái bài toán nào giải quyết cái câu chuyện của Trung Đông và cái lò lửa của Trung Đông. Lạng quạng nó còn bùng nổ lớn hơn. Nhưng ngược lại ông Trump khác. Giống như tôi đã từng nói với quý vị trong mấy cái chương trình trước đây, ông Trump có cái nghệ thuật gọi là đàm phán song phương để giúp cho Do Thái. Nhờ cái đàm phán song phương này, ông mới tạo được cái Abraham Accord. Tức là cái Abraham Accord là cái nó gọi là cái hiệp ước mà Do Thái ký kết với bốn quốc gia rồi. Thì quý vị, tương tự như vậy, ông deal với từng nước Âu Châu, ông deal với từng nước của Ả Rập để giúp cho Do Thái, và ông phong tỏa tất cả nhắm vào Iran và các tổ chức khủng bố. Và các tổ chức khủng bố từ Hezbollah cho tới Hamas, Houthi, ông sẽ dứt khoát. Và ông sẽ hỗ trợ cho các quốc gia Ả Rập để mà bảo vệ an ninh của họ. Thì quý vị, cái cách của ông Trump là thương thảo với từng nước, và cái phương pháp của ông Trump là chấm dứt cuộc chiến này. Cái của ông Trump là chấm dứt cuộc xung đột. Và ông nói rất là rõ ràng trong cái hôm mà ông Netanyahu có mặt ở tại quốc hội và sau đó đi gặp ông Trump ở Malago. Ông Trump nói BB, tôi thắng cử, chúng ta giải quyết câu chuyện này rất nhanh. Còn nếu mà Kamala Harris mà thắng cử thì quý vị sẽ đối diện với sự diệt vong và đệ tam thế chiến. Rất rõ ràng, ông Trump đã nói vậy, là tức là ông Trump đã có cái giải pháp và ông có cái cách của ông để buộc các quốc gia ở khu vực Trung Đông phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho cái hồ sơ của người Do Thái và Palestine. Và thứ hai là họ sẽ phải đóng vai trò lớn hơn để giải quyết cuộc xung đột này. Và ông Trump sẽ áp lực các quốc gia này giảm bớt các mối quan hệ với Iran. Trong khi đó, dưới thời ông Trump, tất cả các quốc gia Ả Rập đã
cắt bỏ bang giao với lại Iran do cái việc Iran hỗ trợ cho Houthi lật đổ chính quyền Yemen. Nhưng tới thời của Joe Biden, Trung Quốc đứng lại làm trung gian và nối kết được Iran bang giao lại với các quốc gia Ả Rập. Đây là thất bại của Joe Biden. Do đó quý vị, Kamala Harris cũng đi theo lộ trình này. Bà ta không có một cái sáng kiến nào cả. Bà ta cũng không có một cái khả năng nào cả. Ngược lại, ông Trump có đầy đủ tất cả những cái chiến lược và cái cách của ông để mà trấn áp những phần tử khủng bố, đồng thời là sẽ kiến tạo một cái ổn định ở khu vực. Và ông đã làm trong 4 năm trước. Ông đã làm và đã thành công. Do đó quý vị, lần này ông Trump sẽ cứng rắn hơn, dứt khoát hơn nữa. Nhất là sau mấy năm ông có thêm kinh nghiệm, ông hiểu được câu chuyện. Thì do đó quý vị, nếu đưa lên bàn cân, chỉ nói về chính sách đối ngoại và chỉ nói về cục diện Trung Đông thôi, quý vị nghĩ rằng giữa Kamala Harris và ông Trump, ai có thể gọi là chấm dứt được cái lò lửa bùng nổ ở Trung Đông? Và ai có thể dẹp được lò lửa này, Kamala Harris hay là ông Trump? Quý vị đã nhìn thấy rất rõ. Trong 4 năm qua, ông Trump cầm quyền và Kamala Harris và Joe Biden cầm quyền đất nước này. Thì quý vị, những gì đang xảy ra là do họ tạo ra. Và bây giờ quý vị, giải quyết họ không có cách giải quyết. Chính vì cái chính sách nhu nhược của Joe Biden và Kamala Harris đã dẫn tới cục diện ngày hôm nay. Và bây giờ chính họ cũng không có cách giải quyết. Do đó quý vị, nhìn vào cái xung đột tại Trung Đông, chúng ta thấy rõ ràng giữa Kamala Harris và ông Trump, chúng ta phải chọn ai làm lãnh đạo quốc gia để mà có thể giải quyết một cách dứt điểm cái lò lửa này. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Hy vọng rằng quý vị sẽ có một bức tranh rõ nét hơn về cách giải quyết cái lò lửa tại Trung Đông giữa ông Trump và Kamala Harris. Thì chúng ta thấy rõ là về mặt này thì gần như là Kamala Harris không còn cửa so với ông Trump. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!